Hey Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một World Cup mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo N5. Sa sore de wa. Watashi wa Nihongo o Benkoshimasu. Tôi thì sẽ học tiếng Nhật. Watashi wa Gaikoku go o Benkoshimasu. Tôi thì sẽ học tiếng nước ngoài. Vậy một ngữ pháp ngày hôm nay của chúng ta đó là NOVmas. Có nghĩa là VN. N là danh từ đối tượng của hành động, V là tha động từ hay còn gọi là ngoại động từ, O là trợ từ chỉ đối tượng của hành động. Và điều đặc biệt đối với động từ I must gặp thì chúng ta sẽ dùng trợ từ ní và N chỉ người. Như ở ví dụ này chúng ta thấy thì bạn nữ này đang đọc sách và đọc sách tiếng Nhật, tức là Nihongo no hon o yomimasu. Nihongo no hon o yomimasu. Yamada-san wa kakimasu, chị Yamada thì viết, như các bạn thấy thì chị ấy đang viết gì đấy? À đúng rồi, chị ấy đang viết thư, tức là teigami. Và để chỉ đối tượng tác động thì chúng ta sẽ dùng trợ từ o. Yamada-san wa teigami o kakimasu. Yamada-san wa teigami o kakimasu. Chị Yamada thì viết thư. Nani o shimasu ka? Bạn sẽ làm gì vậy? Đây là câu hỏi chung cho tất cả các hành động. Như chúng ta thấy thì bạn này đang viết thư, teigami o kakimasu. Và bạn này đang ăn cơm thì là gohan o tabemasu. Nani o shimasu ka? Gohan o tabemasu. Bạn sẽ làm gì vậy? À tôi thì sẽ ăn cơm. Nani o shimasu ka? Bạn sẽ làm gì vậy? Như các bạn thấy thì bạn nam này không làm gì cả. Nani mo shimasen? Câu phủ định hoàn toàn cho các hành động không làm gì cả. Nani mo shimasen. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Sao? Còn đây đấy, mata kondo onigai itashimasu.